nghe mẹ nói là kiểu ở cữ á, đã xong là mình không có được tắm rửa gội đầu chỉ trong 1 tháng luôn. Trời, tôi nghĩ thôi là tôi đã thấy nổi cả da gà. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình trở lại với một cái video mà đã được các mom yêu cầu rất là nhiều. Đó chính là chuẩn bị ở đồ đi sinh. Có rất là nhiều mom nhắn tin cho Ly là Ly ơi, mình chuẩn bị đi sinh. Thì không biết bạn có thể là làm cái video để mà chuẩn bị đủ những cái đồ dùng cần thiết khi mà mình đi sinh bé được không? Bởi vì xem cũng qua là YouTube nè hay là cái trang web thì mình cũng khá là hoang mang, bởi vì là mỗi nơi nó nói mẫu khác á. Cho nên là mình không biết là phải mang theo cái gì kiểu loạn á mọi người. Thì lúc mà Ly trước khi đi sinh thì Ly cũng vậy á. Kiểu là mình tập đầu mà mình đâu biết gì đâu, nên là mình cảm thấy là mình rất là lúng túng đó. Là mình cũng tìm hiểu nhiều chỗ, mình hỏi nhiều người, nhưng mà không có gì bằng cái kinh nghiệm thực sự của mình sau khi mà mình đi sinh một lần á, thì mình mới biết được là thật sự là mình cần cái gì, mình nên mang theo cái gì cho cái tập đầu đi sinh của mình ha. Thì trước khi bắt đầu vào cái video của ngày hôm nay thì Ly muốn giới thiệu cho mọi người một cái ứng dụng có thể giúp mình tiết kiệm tiền khi mà mua sắm, mà Ly đã sử dụng hơn 1 năm nay rồi, đó chính là app Shopee. Thì đây là một cái ứng dụng hoàn tiền khi mà các bạn mua sắm online. Shopee là ứng dụng hoàn tiền mua sắm online. Cách sử dụng rất đơn giản, các bạn chỉ cần mở app Shopee rồi bấm qua các thương hiệu như Shopee, Lazada, Tiki và mua sắm như bình thường. Sau đó Shopee sẽ ghi nhận và hoàn tiền về cho bạn. Sau khi tích lũy đủ 50.000 thì các bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng và sử dụng như bình thường. Đây là cách giúp bạn tiết kiệm hơn một chút khi mình mua những món đồ thiết yếu trong mùa dịch này ha. Và vào 9 tháng 9 khi mà mua sắm ở trên Shopee, các bạn sẽ được hoàn tiền và tham gia thử thách để cùng Shopee quyên góp cho bếp ăn từ thiện và bệnh viện nha. Tầm khoảng vài tháng mà các bạn mua qua cái ứng dụng Shopee mà các bạn vào cái tài khoản của mình thì sẽ thấy một số tiền khá khá đó. Và những cái bà mẹ như Ly thì mỗi tháng đều phải mua bỉm rất là nhiều và mình cúng một số tiền không nhỏ vào Shopee, cũng phải vài triệu luôn nha mọi người. Cho nên là đây là một cái cách mà mình có thể phần nào mình tiết kiệm được cái số tiền mà mình đã bỏ ra mình mua sắm này kia ha. Thì Ly sẽ bỏ cái link tải cái ứng dụng này ở phía dưới phần mô tả. Còn tải cái ứng dụng này theo cái link ở phía bên dưới thì các mom sẽ được nhận được 30.000 đồng vào tài khoản của mình nha. Và các bạn nhớ coi tới hết cuối video này bởi vì sẽ có giveaway. Ok, và mình sẽ bắt tay vào chuẩn bị giỏ đồ cho các mẹ luôn nha. Thì Ly ở đây, Ly đã có ghi đầy đủ ở trên iPad này rồi, chứ không là nói miệng chập là nó quên. Thì mình sẽ bắt đầu với đồ cho mẹ trước và đồ cho bé sau. Ok, các mẹ chuẩn bị giấy bút chưa? Rồi, mình cùng nhau chuẩn bị đồ nha. Nha, đầu tiên cho mẹ, thứ nhất đó chính là giấy tờ chứng minh nhân dân, bảo hiểm cùng những giấy tờ khám thai trong suốt quá trình thai kỳ mà mình đã đi khám nha. Thì Ly khuyên là mọi người nên mang theo những cái giấy tờ đó đi theo để cho các bác sĩ có thể kiểm tra được cái quá trình thai kỳ của mình ở những cái chỉ số khác nhau để mà cho cái việc sinh đẻ nó được thuận lợi hơn. Và chứng minh nhân dân, bảo hiểm để mình làm giấy tờ nhập viện ha mọi người. Có bảo hiểm thì mình sẽ tiết kiệm được một số tiền khá khá đó. Nếu như mà mình không có bảo hiểm, không có đem theo hoặc là quên sau đó thì mình sẽ phải tốn tiền, nhiều tiền hơn là bình thường nha. Cho nên là các mom đừng có quên cái vụ giấy tờ này nha. Thứ hai là băng vệ sinh cỡ lớn, ở đây thì mình không có mang theo, mình đã dùng hết ở trong bệnh viện rồi, mình không có đem về nhà nữa. Không có cái hình minh họa cho các bạn xem thì Ly sẽ để hình ở đây nha. Đây là cái băng vệ sinh mama đó, chuyên dành cho các mẹ sau khi sinh ha. Thì sau khi sinh là mình sẽ ra sản dịch rất là nhiều, cho nên là mình cần những cái băng vệ sinh cỡ lớn như vậy thì nó mới thấm hút được ha. Rồi, thứ ba đó chính là quần lót giấy. Thì ở đây là còn không hẳn là quần lót giấy mà là quần vải cốt tông nha. Cái này cũng rất là rẻ luôn á mọi người. Cái này Ly mua là 25.000, là 5 cái như vậy thì các bạn có thể dễ dàng mua ở các tiệm đồ cho mẹ và bé đó. Thì khi mà mình ở viện thì mình mặc những cái quần lót như vậy á thì nó sẽ rất là tiện, kiểu mặc một lần rồi mình bỏ đi, bởi vì sản dịch mình nhiều á, cho nên là nhiều khi nó sẽ trào ra và mình không nên mặc những cái quần nhỏ bình thường của mình, vì mình dạ không có ra, rất là uổng tiền nha mọi người. Mình nên dùng những cái quần nhỏ dùng một lần rồi vứt đi như thế này thôi nha. Đồ dùng vệ sinh cá nhân
đồ dùng vệ sinh cá nhân. Đây mình có bàn chải đánh răng nè, mình sữa rửa mặt, kem đánh răng, dầu gội đầu, rồi đồ skin care. Mình đang chuẩn bị một cái túi đó để những cái đồ mà vệ sinh cá nhân trong này ha, rất là cần thiết luôn. Bởi vì sau khi mà mình sinh xong, cơ thể của mình kiểu là mệt mỏi, rồi ra mồ hôi rất là dơ. Nói chung là dơ đó, là bác sĩ là có khuyên mình là sau 2 ngày là mình đã có thể tắm gội như bình thường được rồi nha các mẹ. Cho nên là mình không có nên là kiểu ở cữ một tháng như này kia, mình không tắm, không gội đầu, rất là không nên nha. Bây giờ tiên tiến hết rồi thì mọi người nên tắm và gội, mình nên vệ sinh cá nhân sau khi mình sinh xong thì mình sạch sẽ thì tinh thần mình mới thoải mái được nha các mẹ. Và tiếp theo nữa là khăn tắm. Và một bộ áo quần ra viện. Bởi vì trong bệnh viện thì người ta sẽ cung cấp đồ cho mình mặc trong suốt quá trình nằm viện, cho nên là các bạn yên tâm, mình không cần phải mang theo đồ gì hết. Khi mà mình nằm viện thì mình chỉ cần đem theo đúng một bộ đồ sau khi mà mình xuất viện thì mình mặc theo để về nhà thôi. Cái này thì có thể có hoặc là không cũng được, đó chính là máy hút sữa nha mọi người. Máy hút sữa với những cái mâm mà mình may mắn mà mình về vữa sữa sớm thì mà không nói, mà cái mâm mà kiểu không có về sữa hoặc là về lâu thì mình nên sử dụng máy hút sữa để mà mình kích thích cái quá trình mà gọi sữa về. Mà máy hút sữa mình vừa cho bé ti, mình vừa sử dụng máy hút sữa thì nó sẽ giúp kích thích gọi sữa về hơn và những cái ngày đầu tiên mình, nếu như mà bé được uống sữa no thì nó sẽ rất là tốt cho cái hệ miễn dịch của bé. Thì mọi người liên khuyến khích là mọi người nên sử dụng máy hút sữa trong những cái ngày đầu mà mình và liên rất là khuyến khích các mẹ nên sử dụng máy hút sữa để kích sữa ngay sau khi mà mình sinh bé nha. Đó là xong đồ cho mẹ. Đồ cho mẹ thì Liên nghĩ là Liên chỉ cần chừng đó thôi là đủ rồi. Và tiếp theo sẽ là một đồ cho bé nha. Đầu tiên sẽ là khăn quấn, khăn tắm và các thể loại khăn xô. Cái video trước là Ly đã có review rồi. Thì khăn này thì mình vừa có thể làm khăn tắm mà vừa có thể làm khăn quấn nha. Nó rất là mềm mại luôn. Thì mọi người có thể đem theo là 2-3 cái khăn này để mà mình sử dụng, mà mình vừa làm khăn tắm mà mình quấn bé cũng ok nha mọi người. Rất là cần thiết luôn. Và khăn sữa nữa, khăn sữa thì tất cả các tiệm đều có bán. Thứ hai đó chính là miếng lót su sơ sinh. Thứ ba là bỉm. Mọi người có thể chọn tải dán hoặc là bỉm đều ok nha mọi người. Nhưng mà Ly chọn bỉm bởi vì nó khỏe. Đang dùng cái loại của Muni nha. Sau khi mà Ly dùng qua một số loại thì Ly thấy loại của Muni vẫn là good nhất. Thì các bạn có thể sử dụng bỉm của Muni tham khảo thử ha. Thì Ly thấy đó chính là sữa tắm gội. Mình sử dụng cái loại này của Cetaphil, dịu nhẹ. Và tiếp theo là mình chuẩn bị một vài bộ đồ cho con nha mọi người. Bình thường là mình sẽ ở viện là tầm khoảng 3 ngày đối với sinh thường và 5 ngày đối với sinh mổ. Thì mình có thể chuẩn bị tầm khoảng 5 bộ đồ chẳng hạn. Thì mình chuẩn bị đồ dài nè, rồi đồ châm á, pyjama các kiểu. Đó, mình nên chọn những cái vải mà mịn như vậy. Ở đây mình có mũ nè, mũ tất và găng tay nha. Mình chuẩn bị vài bộ mũ tất và găng tay cho bé nha. Khăn ướt để mà mình lau bông và vệ sinh cho bé. Kem chống hăm và kem bôi kiểu kem dưỡng thể á mọi người. Thì Ly dùng cái loại này là vừa sử dụng được cho mẹ và sử dụng được cho bé luôn nha. Cái này là B5 của nhà La Roche-Posay. Ly đã sử dụng Yamango từ lúc sinh cho tới giờ luôn. Nó rất là tốt nha mọi người. Có thể sử dụng trên mặt nè, những cái vùng mà nó bị hăm, nó bị đỏ, dùng nó rất là nhanh khỏi. Thì đây là một cái sản phẩm mà Ly nghĩ là các mẹ phải
phải mua một tuyết nha để dùng. Cái này thì bên shop của Ly có bán 100ml, giá rất là tốt luôn, thì các bạn có thể inbox vào Awesome Store để mua nha. Dùng cực kỳ thích luôn á, cứ dùng cái dòng này Ly dùng cho da mặt cho tới da mango luôn á, dùng thích cực kỳ luôn. Và cuối cùng và cũng sẽ là rất cần thiết, đó chính là bình sữa và cái thanh sữa này, thanh sữa công thức. Bởi vì là nhiều mẹ thì sẽ không có kịp là sữa về, không có sữa cho bé bú, cho nên là mình bắt buộc là mình phải mình chuẩn bị cái bình sữa và thanh sữa này để mà mình pha sữa công thức cho bé bú, để cho bé không có bị đói á. Rồi cái lúc trước mình đi sinh thì mình không có biết, mình cứ nghĩ là sữa mình đủ cho con bú, sữa non mình đủ cho con bú, nhưng mà nó vẫn khóc mọi người. Mình vẫn khóc. Cái lúc đó mà mình không có sự chuẩn bị, không có chuẩn bị sữa, với lại không dùng bình sữa là phải ship gấp vô trong bệnh viện thì cũng khá là mệt đó. Cho nên là các bạn nếu được thì các bạn có thể chuẩn bị trước bình sữa và cái thanh sữa công thức cho con nha. Đó, vậy là xong. Đó là những cái sản phẩm mà mình cảm thấy là cần thiết để mà chuẩn bị cho một cái giỏ đồ đi sinh nó hoàn thiện. Đó là theo kinh nghiệm của Ly. Thì các bạn nếu như mà có thêm ý kiến gì hoặc là bổ sung gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới để cho những cái mong khác chưa có kinh nghiệm thì mình có thể tham khảo thêm. Và ngày hôm nay có một cái giveaway đặc biệt từ Shopback. Thể lệ rất là đơn giản luôn, các mom chỉ cần nhấn cái link ở phía dưới, sau đó mình tải app Shopback về, mình đăng ký và mình quay lại đây, mình comment cái loại bỉm mà mình yêu thích cùng với cái email đăng ký, thì bên team Shopback sẽ chọn ra 10 bạn để nhận được quà giveaway của Shopback, đó là hai bịch bỉm, một món quà rất là thiết thực luôn á. Ok, rất là cảm ơn mọi người đã coi tới hết cái video ngày hôm nay. Thì hy vọng là video ngày hôm nay sẽ có ích cho các mẹ chuẩn bị đi sinh, chuẩn bị đón đứa con thân yêu của mình chào đời. Mẹ có yêu cầu làm thêm những cái video gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới cho Ly biết nha. Thì hôm nay video tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.